Hàng ngàn người tụ tập trước nhà bà Hàn Ni khi bà Nguyễn Phương Hằng đến. Tối ngày 2 tháng 3, hàng ngàn người dân và nhóm làm YouTube đã tập trung trước nhà bà Hàn Ni để theo dõi. Quay clip bà Nguyễn Phương Hằng, CEO công ty Đại Nam, đến tìm gặp bà Hàn Ni. Rất nhiều lực lượng thuộc Công an quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự khi đám đông tụ tập. Quay video vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng đến nhà bà Hàn Ni tại địa bàn phường Tân Thuận Đông vào đêm 2 tháng 3. Một người dân gần nhà bà Hàn Ni cho PLO biết, khoảng 16 giờ khi từ cơ quan trở về nhà đã thấy rất đông người dân tụ tập trước nhà bà Hàn Ni. Những người này chủ yếu là nhóm người làm YouTube và người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc, đợi xem bà Nguyễn Phương Hằng đến. Cũng theo người này, khi bà Phương Hằng chưa đến, nhiều người đã kêu gọi yêu cầu bà Hàn Ni xuống nhà nói chuyện, đồng thời dùng điện thoại quay video, bấm chuông nhà bà Hàn Ni. Tuy nhiên, bà Hàn Ni đã không xuống và mở nhạc trong nhà to lên để lấn áp tiếng ồn ào của những người bên ngoài. Đến đêm cùng ngày, bà Phương Hằng được một xe ô tô chở đến. Lúc này rất đông người tụ tập vây quanh quay livestream lên các mạng xã hội, đồng thời nhiều người cũng lên tiếng gọi tên bà Hằng gây ồn ào cả khu phố. Bà Hằng sau đó xuống xe nhưng nhà bà Hàn Ni không mở cửa, vụ việc sau đó được lực lượng công an có mặt yêu cầu bà Hằng rời đi. Theo nội dung video lan truyền trên mạng, sau khi lực lượng công an có mặt, xe bà Hằng sau đó đã di chuyển đậu trước trụ sở công an phường Tân Thuận Đông. Riêng bà Hằng vào bên trong làm việc. Vụ việc cũng được người dân tiếp tục kéo đến rất đông trước trụ sở công an phường để theo dõi, quay phim, livestream. Đến gần 0 giờ, hình ảnh bà Hằng đã xuất hiện trong livestream ngồi trong ô tô rời đi và nói tiếp về câu chuyện liên quan đến bà Hằng Ni. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.